Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong bản điển tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần và tuần này thì hiện tại ngồi làm bản tin nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy một cái tâm trạng rất là vui đúng không anh chị tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là thành công và nó vượt vượt mọi mong đợi của rất nhiều anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đúng không ạ? Đầu tiên là thị trường của chúng ta đã break vùng 1.000 điểm sau đó thì tiến lên vùng 1030 điểm. Tiếp theo đó là tiến lên vùng 1050 đến vùng 1060 điểm. Và kết tuần ở 1080 điểm. Như vậy là gì? À, chúng ta đã có một tuần giao dịch rất thành công và đặc biệt ở trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những phiên giao dịch trên 20.000 tỷ. Ok anh chị, như vậy là dòng tiền lớn và mọi thứ nó đang quay trở lại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau một cái giai đoạn khủng hoảng, sau một cái giai đoạn giảm rất là mạnh. À, và à, như ông có nói thì à, khi mà chúng ta chia sẻ đến cái câu chuyện là cái nhân tố nào đã tác động đến cái nhịp giảm à, vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam thì nhân tố đó là à, nó liên quan đến trái phiếu liên quan đến ngành bất động sản và liên quan đến à, những cái tín hiệu về dòng tiền Ok các anh chị và khi những ông có chia sẻ trong bản tin tuần video số 154 bốn và khi những cái vấn đề mà u nhọt những cái vấn đề mà cộm cán nhất của thị trường những cái thằng gọi là đầu theo nhất và nó được xử lý đúng không ạ thì khi đó thị trường có khả năng tạo đáy rất là cao và trong tuần vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến một tuần giao dịch cực kỳ thăng hoa vì vì sao vì chúng ta đã đón nhận những cái thông tin rất là tích cực liên quan đến trái phiếu đó chính phủ cũng đã vào cuộc yêu cầu một số các cái đơn vị ví dụ như scb phải phối hợp với người dân để mà xử lý vấn đề về trái phiếu. Đó, TVSI cũng đã chi đâu đó khoảng tầm 2.000 tỷ để mà mua lại trái phiếu trước hạn uh, bên TCBS và rất rất nhiều những cái doanh nghiệp khác, ví dụ như Gách, uh, anh Tuấn ở bên chỗ Gách cũng đã bán uh, toàn bộ cổ phần của cổ phiếu VX và để có những cái phần tái cấu trúc lại những cái khoản đầu tư. Như vậy nó là một cái tín hiệu rất là tích cực và chính những cái tín hiệu đó nó đã uh, đưa cho chúng ta uh, những cái À, những những cái gọi là một cái tuần giao dịch rất là lạc quan và 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 thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một cái tuần tăng điểm cực kỳ ấn tượng. Ok. À, và vẫn như thường lệ thôi thì chúng ta sẽ có hai cái kênh để chúng ta trao đổi với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Kênh thứ nhất đó là cộng đồng chứng khoán Chiến binh nên tư có sóng thì đã quá quen thuộc với các bản tin phân tích tuần. Cùng với đó thì các anh chị có thể đăng ký thêm kênh Hùng Lê Chứng khoán để làm gì? Để chúng ta có thêm à, những cái phân tích hàng hàng chúng ta có thêm những cái phân tích hàng 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 ngày đó và khi mà thị trường có những cái biến động hoặc là có những cái nét uh, có những cái gọi là những cái tín hiệu kỹ thuật đột phá nào đó thì hôm ta sẽ có những bản tin ngắn để chuyển đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư uh, rồi và nội dung của bản tin ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có ba phần chính phần thứ nhất đó là uh, chúng ta sẽ đi view danh mục các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc mà chúng ta đã phân tích trong rất nhiều các bản tin tuần gồm mã cổ phiếu trụ nhóm ngành uh, <laughs> bán lẻ rồi nhóm ngành công nghệ cổ phiếu nhóm thép nhóm ngành dầu khí nhóm ngành bất động sản đầu tư công nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì hôm nay sẽ đi view một số cái danh mục uh, bổ trợ thêm cho các anh chị phần thứ hai chúng ta cùng nhìn lại những cái dấu ấn uh, của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua đó là video tuần số 154 uh, và phần cuối cùng thì uh, chúng ta sẽ đi là đánh giá một vài uh, các cái kịch bản phân tích tuần uh, cho tuần tiếp theo video số 155 rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất các anh chị <laughs> uh, đối với Vick ở trong tuần vừa qua thì uh, Vick đã có một tuần giao dịch rất là thành công khi mà Vick đã đội uh, gọi gọi là gì ở đây tuần trước thì nó chạm phải cái vùng kháng cự 68 ở đây và tuần này thì nó tiếp tục công lại vùng 68 và nó đã có gì nó có điểm test cung Uh, nó công lên vùng 70 và nó đã test lại luôn cái vùng 66 ở đây. Như vậy là uh, bản chất ở trong tuần này thì nó đã có 3 phiên test, 3 phiên test lại ở quanh vùng 65, 66. Uh, tín hiệu kết tuần thì tương đối là đẹp và lực cầu ở giai đoạn này thì bắt uh, tương đối là tốt. Và đường MACD thì đang mở rộng lên phía trên. Điều này cho thấy rằng là cái xu hướng chủ đạo của cổ phiếu đang là xu hướng tăng điểm. Tuần tới thì khả năng sẽ có thêm những cái điểm test lại ở quanh vùng 65 đến khoảng vùng 66 mục tiêu. Uh, nhịp này thì VIX sẽ công vùng kháng cự 71 và khỏe hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng kháng cự ở đây ở uh, đây đó là khoảng quanh vùng 74 đến khoảng 75 Viên tín hiệu tuần cũng rất là ok Ở <laughs> uh, trong tuần đây các anh chị thì viên đã kéo lên uh, vùng 50 và sau đó thì cũng có dự báo là nó sẽ chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 48 nhưng trên thực tế là sau khi kéo 50 thì nó break hẳn vùng 50 luôn nó kéo luôn uh, nó chạy luôn như vậy là cái xu hướng về mặt cái xu hướng cổ phiếu nó rất là khỏe <laughs> và uh, trong tuần thì nó cũng đã uh, chạm được cái vùng kháng cự 54. Có điểm chỉnh cung kỹ thuật khi chạm 54 thì nó đã test về vùng 52 trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. <laughs> phiên ngày thứ sáu thì nó đóng cửa rất là thành công và lực cầu tiếp tục được đẩy mạnh trên khoảng 6 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là lực cầu của uh, tay to nó bắt cũng tương đối là tương. Uh, nhìn về mặt uh, tín hiệu uh, thì uh, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng giá các anh chị nha tăng điểm. Cho tuần tới có thể test lại quanh vùng 55, mục tiêu thể công cản 58.5 và xa hơn thì chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng 62 năm đến khoảng vùng 63 uh, cho tuần tới. Uh, VRE <laughs> Như vậy là trong tuần thì VRE đã công kháng cự 30 và nó có luôn cái phiên test kỹ thuật ở trong phiên tức là nó test lại vùng 29 và sau đó đóng cửa black lại vùng 30, tức là tự cung tự cấp ở trong phiên luôn. Và đấy là một cái đặc tính khá là 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 đặc đặc trưng ở trong cái tuần vừa qua, đó là gì Thị trường chỉnh cung ở trong phiên và sau đó thì kéo tăng. Uh, rồi, uh, break vùng 30 và nó đã có những cái điểm test lại quanh vùng 29 về bản chất là trong trong cái phiên ngày hôm nay này là VRE cũng có test vùng 29 đấy các anh chị. Đó và sau đó nó lại kéo long mạnh uh, kịch trần luôn ấy. Tăng kịch trần. À, với lực tăng như thế này thì VRE tuần tới có khả năng nó sẽ còn chỉnh cung lại một xíu xèo ở đây nữa khoảng 30 30.5. Mục tiêu thì sẽ hướng công cản 32 và xa hơn sẽ là vùng 33 đến khoảng vùng 34. Vinamilk ở trong tuần thì Vinamilk cũng đã có những cái tín hiệu giao dịch hết sức là tích cực khi mà Vinamilk đã có một cái độ tích lũy ở trong các cái phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư ở quanh biên 81 đến khoảng biên 82 và phiên kết tuần thì Vinamilk có một cây nến cực kỳ đẹp à, với lực đánh như thế này thì Vinamilk sẽ hướng cản 85 và xa hơn sẽ là khoảng vùng 87 ở trong tuần tới nếu có thì Vinamilk cũng sẽ chỉnh cung nhẹ nhàng khả năng là chỉnh cung nhẹ nhàng nếu có sẽ quanh vùng 83 và sâu hơn thì ở khoảng vùng 82 đấy là vùng chỉnh cung có thể dự kiến và nhịp này thì Vinamilk cũng đánh rất là tươm bản thân Vinamilk chúng ta đã phân tích một nhịp sóng tăng ở đây và nó đạt target khoảng quanh vùng 82 từ vùng 82 này thì chúng có phân tích một nhịp chỉnh cung kỹ thuật đâu đó về khoảng vùng 75 Và từ đây thì chúng ta lại bắt đầu phân tích một sóng lên Như vậy là uh, chúng ta cứ theo thời gian để chúng ta uh, phân tích thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu Ở <laughs> uh, VDC như chúng ta có nói đến ở đây đúng không anh chị? Sau một cái quãng thời gian nó xây tương đối dài Ở đây và tuần vừa qua thì VDC cũng có những điểm test kỹ thuật đây các anh chị. Đó, nó test kỹ thuật quanh vùng 100. Đấy các anh chị các anh chị nhìn thấy hai cây nến, ba cây nến nó test lại vùng 100. Và cây nến kết tuần chính là cây nến kết thúc của cái sự uh, test cung đó. Với tín hiệu nến tuần như thế này. Đó, tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái điểm test kỹ thuật nhỏ nhẹ lại ở khoảng đâu đó quanh vùng 105 Quanh vùng linh năm đến Uh, vùng 106, Nói chung là quanh vùng 105 Và sau đó thì nó sẽ hướng tiếp cái vùng cản uh, kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 110 đến khoảng vùng 115 SKG <laughs> thì trong tuần nhìn chung là nó đã long lên à, Có một nhịp long lên nhưng nó không có nhịp test lại đó, Nhịp long lên ở quanh vùng 14 và sau đó nó dập dìu quanh 14 thôi Uh, tín hiệu kết tuần như thế này thì cũng gọi là tạm ổn nhưng mà để mà nó đi nó khỏe khoắn hơn một tí thì chúng ta sẽ cần thêm một cái lực cầu nó tốt hơn Đâu đó khoảng tầm uh, Trên một triệu cổ phiếu 800.000 đến một triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là ổn hơn uh, Thị trường tốt và ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng cản 16 uh, Trụ ManSan là một cái trụ rất là hay và đối với ManSan thì đâu đó các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần của ông Lê từ vùng 74.5 đến vùng 76.5 và chúng ta đang phân tích một sóng lên và đến thời điểm hiện tại thì sóng lên này đã đưa được đến cái target đó là vùng 104 đến khoảng vùng 105 <laughs> các anh chị và khi chạm đến vùng 104-105 thì thông thường nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung thì ở đây là nó đang trước kháng cự thì nó đã có ba cây nến chỉnh cung và bản thân trong ngày hôm nay thì nó cũng đã chỉnh cung về uh, đâu đó ở khoảng quanh vùng 100 đó các anh chị nó chỉnh cung về quanh vùng 100 à, nhìn về tín hiệu kỹ thuật thì sang tuần tới khả năng nó vẫn còn có những cái điểm chỉnh về khoảng quanh 100 à, nhịp này thì cái xu hướng chủ đạo của man san vẫn là xu hướng uptrend à, chúng ta sẽ hướng lên vùng cản tiếp theo ở khoảng quanh 110 và xa xa hơn ở trong nhịp này thì có thể hướng lên khoảng vùng 115 đấy là những cái đích đến của man san ở à, chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm các anh chị gồm mã cổ phiếu BBH <laughs> thì đối với trụ BBH ở đây Ờ, trong cái bản tuần thì cũng có phân tích một cái vùng kháng cự ngắn của nó ở đây vùng 48 đến khoảng vùng 49 các anh chị nhìn thấy đây ba à, cái nến khi mà nó về đến đây thì gần như là nó diện nó bị trứng lại vậy thì về đến vùng kháng cự chúng ta hạn chế mua và chúng ta sẽ mua ở những điểm hỗ trợ vậy điểm hỗ trợ của nó là gì đó là vùng 46 mươi sáu năm trong phiên ngày thứ hai có uh, phiên kết tuần phiên ngày thứ tư cũng có những cái điểm khá sát với vùng hỗ trợ đấy là những vùng mà các anh chị có thể giải lệnh để chúng ta canh gom À, xu hướng của BBH tuần tới à, chúng ta sẽ ngắm lên vùng kháng cự 50 và khi mà break được cả 50 thì khi đó sẽ phân tích thêm lên vùng 54 đến khoảng vùng 55. Tức là đầu tiên nó phải à, điều kiện cần là nó phải break được cái cản cản ngắn này đã rồi khi đó chúng ta mới nói đến cái cản tiếp theo. ở à, BMI, BMI cũng đang à, giao dịch à, tương đối là tích cực các anh chị, đường MA CD các anh chị nhìn thấy đây. Thì nhiều lần cũng có chia sẻ rồi, tức là cái câu chuyện là gì? Ở chúng ta không cần phải quá nhiều các cái chạc kỹ thuật đâu chúng ta cứ nhìn cái đường mát là chúng ta biết Đấy, đường mà acd nó đang hướng xanh như này tức là xu hướng cổ phiếu đang gì ạ à? đang tăng đang tăng rất là tốt không cần phải quá nhiều những cái uh, phức tạp làm cái gì cho nó mệt đó và trong tuần thì uh, tín hiệu của bmi tích lũy khá tốt ở quanh vùng 21.5 nó có cái điểm tích lũy tuần ở đây đẹp này À, sau đó đến điểm 21.5 và như vậy mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta lại ngắm lại uh, cái target của BMI đâu đó ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 27. À, uh, MIG cũng đang rất là hay. MIG thời điểm hiện tại các anh chị uh, chúng ta đã bắt đầu có những cái điểm phân tích MIG quanh vùng 13. Và ở đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 4 đến khoảng vùng 16 đấy các anh chị này. Chúng ta có thể uh, tuần tới chúng ta có thể canh gom thêm các tài khoản đã, đã cầm có thể canh gom thêm. Ờ, mục tiêu thì có thể uh, nhịp này chúng ta sẽ ngắm target 18 và sau đó sẽ ngắm lên khoảng vùng kháng cự 20. <laughs> ok, uh, chúng ta sẽ phân tích một số các cái ngành cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ uh, gồm có mã cổ phiếu PNG thì đối với hiện, hiện tại là trụ PNG chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là một trang kỹ thuật của PNG rất là đẹp. Ờ uh, trong tuần thì PNG cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Đó là quanh vùng 111 đến khoảng vùng 112. Hiện tại thì tín hiệu kết tuần của PNG đang khá là đẹp, tuần tới thì khả năng sẽ có thêm những cái điểm test ở quanh vùng 111 đến khoảng 112. Cái trend chủ đạo của PNG thì vẫn đang tăng, các chị lưu ý như vậy. Tuần tới thì khả năng nó sẽ công thủng vùng 115 và sau đó nó sẽ hướng lên uh, vùng cản cao hơn, đó là khoảng quanh vùng 118. tám. Uh, MVG đối với MVG thì các chị uh, chúng ta cũng bắt đầu phân tích một cái sóng lên. Chúng ta sẽ view ở chỗ này lên. Đúng anh chị? Thì trong các bản tin tuần trước chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 37.5, sau đó thì tiếp tục phân tích vùng 40 đến vùng 41. Tuần này thì MVDG đã vươn lên được cái kháng cự đầu tiên. Đó là quanh vùng 45. À, bản thân khi nó chạm vùng 45 ở đây thì các anh chị nhìn thấy đây nó cũng đã có đến ba cây nến test nhưng mà à, cái mức độ kỳ vọng thì cũng có đặt ở quanh vùng 42 nhưng mà nó không về đến vùng 42. Như vậy là cổ phiếu tương đối khỏe các anh chị và cây nến cái tuần thì gần như là một cây nến bao trùm đây là một cái nến bao trùm và xét ở trên góc độ tuần thì đây là một cái tuần uh, tăng điểm rất là tích cực của cổ phiếu MVDG nó xác nhận rằng là một cái xu hướng đang tăng điểm uh, đang tăng điểm quay trở lại và với uh, cây nền kết tuần như này thì có thể kỳ vọng tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 45 như vậy là cái vùng 42 thì khả năng sẽ không còn nữa <laughs> nếu có thì nó cũng chỉ test lại ở cái mút nến này thôi tức là đâu đó là khoảng vùng 43 chứ sẽ không có vùng 42 như vậy là khoảng vùng 43 đến khoảng vùng 45 là các anh chị có thể kỳ vọng để chúng ta có thể gom được cổ phiếu MBB. Nhịp này thì MBB cũng khá là ok rồi và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một sóng lên. À, mục tiêu đầu tiên nó sẽ ngắm lên khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 52. À, pet trong tuần thì nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 17.5 và nó à, cái gì ạ? Nó vượt kỳ vọng, nó vượt kỳ vọng các anh chị tức là về đến vùng 17.5 thì khả năng theo như quan điểm kỹ thuật của ông Lê là gì ạ nó sẽ chỉnh cung à, tuy nhiên là sau khi break 17.5 thì nó kéo thẳng luôn và với tín hiệu kéo thẳng như thế này á dòng tiền đánh vẫn là tốt đó vẫn khoảng tầm 1 triệu 6 triệu 7 cổ phiếu trong phiên à, như vậy thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm pet uh, lên vùng kháng cự tiếp theo đó là khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 Uh, DGVK trong tuần vừa qua thì tín hiệu giao dịch cũng rất là tích cực và đối với DGVK thì nếu như các anh chị mà theo dõi thì cũng đã có phân tích khá là kỹ cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 35 uh, và tuần này thì nó bắt đầu có cái sự hồi phục và sự hồi phục này thì nó sẽ dẫn đến cái vùng kháng cự đầu tiên đó là uh, đây các anh chị vùng kháng cự đầu tiên đó là khoảng vùng 50 đến khoảng vùng đây khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 47 47.5 đến khoảng vùng 50 đây là vùng kháng cự đầu tiên và đây nó bắt đầu có cái sự trờn trở lại và đối với uh, góc độ kỳ vọng thì có thể kỳ vọng là Daisy sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 43. Ở cổ phiếu hồi trong tuần thì nó cũng đã kéo lên được cái vùng kháng cự 16.5 và nó cũng đã có khoảng 4 5 cây bốn cây cây nến test ở quanh vùng 16. sáu uh, nhìn tín hiệu kỹ thuật như này cũng khá là đẹp, khả năng là nó sẽ chỉnh cung về khoảng vùng 15 6. 156 56 mục tiêu thì nó sẽ hướng lên cả 18 và xa hơn sẽ là vùng 19.5 đến khoảng vùng 20. Ở à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành tiếp theo, à, nó khá là quan trọng đó là nhóm ngành thép. Thì đối với thép là các anh chị biết rồi, ở à, trong cái nhịp vừa qua thì giá thép thế giới nó bắt đầu có cái sự phục hồi. Và hiện tại thì giá thép nó đang giá thép thế giới nó đang có một cái nhịp chỉnh cung và kỳ vọng là cái nhịp chỉnh cung đó nó sẽ tích lũy ở khoảng quanh mốc 3600 cùng với đó thì nó cũng sẽ có cái sự tích lũy của nhóm thép và nhóm thép trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có một cái tín hiệu giao dịch hết sức là tích cực và đối với nhóm thép thì hùng cũng đã có liên tục phân tích theo dòng thời gian và trong một cái phân tích gần đây đó là khoảng quanh quanh ngày 22 tháng 11 thì chúng ta cũng đã có À, những cái phân tích về mặt chỉnh cung kỹ thuật à, của nhóm thép để chúng ta gom Còn trong tuần vừa qua thì gần như nhóm thép cũng đã tăng rất là tốt rồi à, Thì đầu tiên à, chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu Hòa Phát. Hòa Phát hiện tại trong tuần vừa qua thì à, được à, Tây à, Các nhà đầu tư ngoại đã gom rất là mạnh Và khối lượng trung bình của à, giao dịch nó đã đạt trên 47 triệu cổ phiếu trên một phiên Tức là lực bắt cực kỳ là, 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 là dũng mạnh luôn anh chị và cái điểm mấu chốt của nó là gì nó break cái vùng 16 ở đây và sau cái điểm break đó thì nó tiếp tục kéo lên cái vùng kháng cự cao hơn à, như vậy là tuần này thì nó đã đạt lên được cái vùng kháng cự mà chúng ta có thể nói ở đây rất là cao đó là khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 và xa xa hơn ở khoảng vùng 21 như vậy tuần tới thì khả năng với đà phục hồi tích cực như này thì thép sẽ tiếp tục kéo nó sẽ kéo lên khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 21 sau đó thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung và các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật kỳ vọng ở quanh vùng 18 và sâu hơn sẽ ở quanh vùng 17 Bởi vì uh, thông thường uh, sau một cái nhịp mà kéo lên, một cái nhịp đánh lên Thì cổ phiếu thường nó sẽ chỉnh cung để nó tích lũy lại Và nó tích lũy lại được ở khoảng quanh vùng 17, 18 ở đây Thì sẽ là một cái điểm rất là tuyệt vời để cho anh chị em của chúng ta có thể gom thêm <laughs> Hoa sen, ở trong tuần thì hoa sen cũng đã vượt thoát vùng 10.5 vượt thoát vùng 10.5. Và bản thân thì uh, trong tuần thì chúng ta có cập nhật uh, thêm uh, cái xu hướng của uh, nhóm ngành hòa nhóm ngành thép đó là uh, cách đây 4 ngày đấy các anh chị. Chúng ta sẽ có thêm những cái ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn. Đó thì Hùng đã khi mà nó 4 ngày tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng đã nâng cái target của Hòa Phát lên, ví dụ như là Hòa Phát uh, sẽ cân thêm ở vùng 15 15.5 và chúng ta sẽ hướng đến cản 18. Uh, hoa sen thì chúng ta sẽ hướng lên cản 11.8 nam kim có thể test lại đó VGS và một số các cái cổ phiếu thì chúng ta nâng cái target nó lên thì đối với cản hoa sen ở đây thì chúng ta đã có điểm vượt 10.5 và trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó có test lại cái mút nến như vậy là nó test rất là khỏe luôn vượt vùng 10.5 và test lại trong phiên và đến phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì nó chỉ test ở trên mút 10.5 thôi và đến hiện tại cái tuần thì cái tín hiệu kỹ thuật của nó cũng khá là ok. À, kỳ vọng vùng chỉnh à kỳ vọng vùng chỉnh là kéo lên vùng 12 và sau đó nó chỉnh cung về đâu đó khoảng quanh vùng 10.8 đến khoảng vùng 10 10.5 đến khoảng vùng 10.8 11. À, tuy nhiên với tín hiệu kết tuần như thế này thì khả năng là cái vùng này nó sẽ chưa có và cái đà đà lên ấy thì nó sẽ kéo tiếp nó sẽ kéo tiếp lên đâu đó khoảng quanh vùng 13 đến khoảng vùng 13.2 à, sau đó nó mới bắt đầu một nhịp chỉnh cung thì nhịp chỉnh cung dự kiến nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 12 à, Nam Kim được khuyến nghị thu gom à, Nam Kim được khuyến nghị thu gom về cái chạc kỹ thuật của Nam Kim hiện tại đang rất là đẹp trong phiên ngày hôm qua ở à, khi đó thì nó có vùng 11.7 đến khoảng vùng 12 à, NKG à, đây Uh, 11.7 đến vùng 12 và chúng ta có thể uh, coi như là chúng ta có thể thu gom thêm và phiên ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục uh, cái gì ạ uh, Tiếp tục cập nhật thêm xu hướng của nhóm thép Trong đó thì chúng ta có nói đến Nam Kim và chúng ta có thể uh, canh thu gom thêm ở quanh vùng 11.7, 12 vào vị thế luôn phiên này Và nếu như trong trường hợp nó chỉnh cung thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom tiếp bởi vì trả kỹ thuật của Nam Kim hiện tại đang khá là ok Với lực đánh như thế này thì chúng ta sẽ hướng cản 14 đến khoảng vùng 14.3 À, sau đó thì về đến cản này thì nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ dò tìm thêm à, VGS ở trong tuần thì nhìn chung là cái tín hiệu đánh rất là tích cực đúng không ạ và sau khi mà nó hướng được lên cái cản ở đây là khoảng cản 11.8 thì nó đã quay về chỉnh cung và vùng 9.5 đến vùng 10 đó là vùng mà chúng ta phân tích để chúng ta gom thêm với các tài khoản chúng ta đang cầm mục tiêu ngắm kháng cự 12 xa xa hơn khoảng tầm 14 ở ờ, TVN, ở trong tuần thì uh, tín hiệu cũng rất là lạc quan Nó tiếp tục uh, một cái đà kỹ thuật tăng và mục tiêu thì nó sẽ hướng lên khoảng vùng 6 uh, Trong tuần thì nó đánh break được vùng 5.3 và nó đang test lại vùng 5.3 tương đối là tích cực Như vậy tuần tới thì có khả năng sẽ còn giá 5.3 và sâu hơn thì có, có thể có giá 5 uh, Đây sẽ là những vùng mà các anh chị uh, canh để chúng ta thu gom thêm Đang cầm mã nào thì cứ thế mà táng mã đấy, cân mạnh mẽ lên Các anh chị thị trường vẫn đang khá là hay mục tiêu sẽ hướng lên cản uh, đây là cản bao nhiêu ta? Cản 6.7. Ờ uh, TLH trong tuần thì cái cái mức độ tích cực của nó cũng rất là ok, nó đã break cản 6.3 và dự kiến khi vào gặp cản này thì nó sẽ test. Uh, thì các anh chị lưu ý là khi cổ phiếu gặp cản thì có hai phương án để nó nó đi, một là nó khỏe thì nó sẽ break lên cản và nó test lại cản, hai là nó gặp cản và nó test luôn thì đây là mẫu hình thứ hai, uh, thứ nhất đó là nó break lên cản và nó test lại cản tức là gì? Uh, cái xu hướng nó khỏe hơn. Thì như vậy nó gặp cản ở đây đó là cản 7 uh, Tiếp theo là 7 đến 7 1 Xu hướng tuần tới <laughs> Khỏe thì nó test test về cái mút nến này thôi cái mút ở đây là vùng 6.7 uh, 66 hơn thì nó về khoảng quanh vùng 6365 đấy sẽ là những cái vùng giá mục tiêu để các anh chị thu gom thêm uh, Ngắm cản tiếp theo ở khoảng quanh vùng 8 Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành uh, công nghệ nha à quên thiếu mất công nghệ à, FPT FPT tốt rồi các anh chị phiên ngày hôm nay là một phiên mà lực cầu của FPT đã bắt đầu đạt lại đâu đó sấp xỉ khoảng tầm 2 triệu chín cổ phiếu trên một phiên tuần vừa qua sau khi mà nó chạm cái cản ở đây cản 75 thì nó cũng đã test cung có ba cây test cung và đâu đó test về 73 73.5 như vậy là khá là đẹp đó thì cái mẫu hình Hùng vừa giải thích ấy. một là nó bật cản rồi nó test trên cản còn hai là chạm cản và test dưới một tí thì đây là nó test ở dưới một tí nó không ai dám chắc được 100 phần trăm đâu nhưng là chúng ta cứ dự phòng như vậy thôi à, như vậy tuần này nó mất cạn 77 và có thể hướng đến vùng giá mục tiêu tiếp theo đó là vùng 80 đến khoảng vùng 82 tạm như vậy à, CMG à, tốt đúng không anh chị đó CMG thì đầu tiên là chúng ta phân tích cái vùng 32 đến vùng 32.5 Điểm chỉnh kỹ thuật thứ hai Hùng phân tích ở vùng 34 và điểm chỉnh kỹ thuật thứ ba là hướng 40 và chỉnh cung 38 nhưng mà hướng 40 xong thì gì ạ? À, nó lại thuộc cái tốp tốp đầu tiên đó là break cản và test lại cản đây. Đó, break cản và nó test luôn ở trong phiên đó các anh chị. Đó, phiên này nó cũng nhúng lại, tức là gì? Nó đã test lại ở vùng 39 đến vùng 40. Và điểm test này được đánh giá là thành công và mục tiêu thì sẽ hướng lên khoảng vùng 43.5 đến khoảng vùng 44. À, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí thì đối với nhóm ngành dầu khí ấy, thì thông thường là nó sẽ nó có nó sẽ đánh theo những cái tín hiệu của VFTI à, trong tuần vừa qua thì VKTI cũng đã có một cái nhịp chỉnh tương đối sâu ở đây anh chị nó chỉnh về 76.5 và nó cũng đang gì đang có một cái nhịp nhịp long nháp trở lại với nhịp long này khả năng thì chúng ta kỳ vọng ở góc độ đây là test lại vùng 80 và sau đó thì nó sẽ bật lên ở đâu đó khoảng vùng 85 thì đấy là kỳ vọng của Uh, của 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 nhóm uh, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí ngày và trong ngày 30 tháng 11 thì ông lê cũng đã có cập nhật thêm uh, một số các cái mã cổ phiếu nhóm ngành dầu khí trong đó thì có nhấn mạnh là hiện tại là anh chị em của chúng ta cân nhắc thêm uh, về 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 nhóm p hiện tại vkt chạm hỗ trợ có thể phục hồi ở giai đoạn này thì p sẽ kỳ vọng tăng tốt À, các vị thế chúng ta có thể canh gom thêm để chúng ta đánh T0, T1 dự là được. thì đối với một số các mã cổ phiếu ví dụ PLX, PVB, PVS và PVD, OI, BSR đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm P để chúng ta nắm thêm. thì đối với gat chủ đạo ấy nó là một cái mã cổ phiếu mang tính gọi là tạo lập về mặt thị trường thôi chứ còn hùng không có khuyến nghị các anh chị đánh con này. À, trong tuần thì nó cũng đã chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 103 104 và nó có chạm lại cái vùng ở đây à, 112.5 đó là vùng hỗ trợ bên này thì bên này nó trở thành cái vùng kháng cự. Và khả năng tuần tới thì nó vẫn đánh ở trong cái biên này thôi. mắc thì nó có thể kéo lên ở quanh 115 sáu và có thể nó sẽ chỉnh cung ở quanh vùng 103 đến khoảng vùng 104. Ờ à, đối với mã cổ phiếu PLX là một mã cổ phiếu khá là hay và về quan điểm kỹ thuật thì có khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư ở trong cái giai đoạn này. Uh, tương đối là ok và đó thì trong cái phiên giao dịch uh, trong phiên ngày ngày 30 thì có canh bắt uh, Pelix ở 28.5 đến vùng 29. Phiên ngày 30 đấy các anh chị này. Đó là ngày 29 đến ngày 30 đó, 29 này đến khoảng vùng 30 và đến đến thời điểm hiện tại đó 28.5 đến vùng 29 ở đây. Đó. Và hiện tại thì là Pelix đã bắt đầu có một cái sự bứt thoát khỏi cái vùng 29 cộng tức là cái cản đầu tiên và nó sẽ hướng đến cái cản tiếp theo đó là cản 32.5 ở trong tuần tới khả năng thì tuần tới sẽ chạm cản 32.5 Ờ, có những điểm chỉnh ở quanh vùng 30 30, 30, 30.5 gì đây Thì các anh chị có thể thu gom tiếp Mục tiêu là break, break cản 32.5 Thì khi đó thì chúng ta sẽ hướng ở uh, Lên vùng 36 đến khoảng vùng 37 ở uh, PPT, như vậy là PPT uh, trong kịch bản phân tích tuần, đúng không? Thì chúng ta có nói đến một là hướng cản 19 thì sẽ chỉnh về 17.5, 16.5 đến vùng 7. Nếu hướng cản 20 thì nó sẽ chỉnh cung về quanh 18 đến 18.5 và trong tuần thì nó hướng cản 20, tức là rất là khỏe. Uh, cái nến uh, hiện tại thì nó cũng đang sen thôi. Và với cái nến kết tuần như này thì khả năng tuần tới nó sẽ còn có những điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh 19.3. Tích lũy thành công ở cái nhịp chỉnh này nhịp chỉnh ở 19.3 hoặc là 18.5 thì chúng ta sẽ hướng đến cái kỳ vọng là break cản 20 để đi về cản 21 và sau đó thì có thể ngắm xa xa lên lên khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 23 ở à, PVB cũng được khuyến nghị mua ví dụ vùng mua của PVB đó là 11.5 đến khoảng vùng 12 đấy 11.5 PVB 11.5 đến khoảng vùng 12 đó là những vùng mà các anh chị có thể canh gom thêm À thì trong tuần chúng ta nhìn thấy rằng đấy, phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì nó vẫn có ở biên 11.5 đến biên 12 cho anh chị gom kết phiên ở 13. À, mục tiêu thì uh, chúng ta sẽ hướng đến 13.7 đến khoảng 14. À PPS thì uh, quá là đẹp rồi, phiên ngày hôm nay thì đóng cửa xe tím uh, kính 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 con luôn. Đó. Đây PPS ở vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 thì bản thân đối với PVS thì các anh chị lưu ý chúng ta đã xem những bản tin tuần thì cũng đã đánh giá rất sâu à, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở quanh vùng 17.5 đến khoảng 18 tuần này thì nó bắt đầu long đó và sau đó thì nó tiếp tục có những điểm test quanh vùng 19.7 đến vùng 20 khá đẹp đóng cửa vùng 22.8 cũng sẽ kịch trần luôn lực cầu khá là tốt phiên nay bắt 14 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là ổn rồi đường MACD hướng lên mục tiêu thì uh, tuần tới sẽ công cản 23 sau đó sẽ hướng vùng 24 uh, xa xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 25, hay 26 uh, tùy thuộc vào cái xu hướng của VKT và khả năng VKT sẽ phục hồi uh, PVD trong tuần cũng khá là đẹp <laughs> PVD trong tuần là sau một cái điểm tích lũy ở đây thì PVD bắt đầu diện bắt đầu bật lên dự kiến dự kiến là nó kéo lên khoảng vùng 14.5 nó xong nó chỉnh cung nó test lại nền nhưng mà nó không có test lại nền đúng không anh chị nó break lên luôn trên cái vùng 15 cộng và nó chỉ test lại 15 cộng trong phiên ngày hôm qua kết tuần thì lại tím như vậy tuần tới khả năng khả năng thôi theo phản phán đoán của ông Lê thì khả năng là nó sẽ có điểm chỉnh cung 18.5 khả năng sẽ có điểm à xin lỗi cả nhà 158 khả năng sẽ có điểm 15 8 còn điểm sâu hơn ở 15 thì không biết là có hay không thì chưa không biết à, chúng ta phải chờ xem nếu như thùng 15 thùng 15 8 thì khi đó chúng ta mới đặt lên giá 15 năm và thùng 15 năm thì khi đó mới mới đạt 15 15 thì cái cách thức nó là như vậy bởi vì là chúng ta không thể mà dự báo một cách chính xác tuyệt đối được đâu và chúng ta sẽ căn cái tín hiệu giao dịch trong phiên để chúng ta dò thêm các cái điểm mua nhưng dự báo là khả năng sẽ có 15 8 à, 15 8 đúng rồi mục tiêu ở nhịp này thì chúng ta sẽ hướng cản BVD lên vùng bao nhiêu đấy 17 7 đến 18 xa xăm hơn thì có thể vướng lên vùng hướng lên ở đây là vùng bao nhiêu ta vùng 19 đấy xa hơn thì sẽ là hướng lên cản 19 ở à, BSR cũng rất là đẹp đối với BSR đây BSR Nhung có khuyến nghị mua đấy 14 đến vùng 14 3 Đấy, cách đây 2 ngày các anh chị nhá, 14 đến 143. Tất nhiên là gì, nhóm P thì đã có cái sự phân tích từ trước chứ không phải là cách đây 2 ngày đâu. BSR đầu tiên đó là vùng 10, sau đó thì tiếp tục phân tích cái vùng hỗ trợ 12 12 năm. Sau vùng hỗ trợ 12 12 năm thì hướng cản đầu tiên là cản 15, trong tuần này thì nó đạt 15 trên 15. Sau khi cản 15 này nó đạt rồi ấy, bắt đầu nó chỉnh cung thì vùng gom đầu tiên là 14 143. Đó, điểm chỉnh sâu hơn là 13 4 nhưng 13 4 không về cách thức vận động nó sẽ là như vậy và chúng ta cứ theo dòng thời gian để chúng ta phân tích thêm anh chị quá là đẹp phiên ngày hôm nay thì nó giao dịch cần 20 triệu cổ phiếu rồi mục tiêu thì uh, tuần tới khả năng vẫn còn điểm test quanh vùng 15 nói chung BSR thì nó ở trong phiên á uh, bao giờ nó cũng vậy cái 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 biên độ trong phiên nó rất là rộng chính vậy nên khả năng vẫn test 15 sau đó thì nó sẽ hướng cản tiếp theo vùng 16.6 đến vùng 17 thì đối với con bsr các anh chị lưu ý là con bsr này các anh chị có thể gom cho trung và dài hạn đối với nhóm cổ phiếu p vì nó là làm nó là thằng làm thương mại nên là không sợ giá đầu vào tăng thì nó sẽ có giá đầu ra tăng nó đơn giản như vậy thôi ví dụ như cái đợt vừa vừa rồi ấy dầu thô tăng đúng anh chị thì giá xăng nó tăng đó nó là thằng làm thương mại nên là nó nó là con buôn đó và cái thứ hai nữa là cái khấu hao tài sản cố định của thằng bsr bây giờ nó cũng đi về những cái giai đoạn cuối rồi. đấy là ý ý, ý thứ hai. Và khi mà khấu hao tài sản cố định nó hết ấy, thì nó sẽ phải sẽ bốc vào cái lợi nhuận của nó rất là lớn. Ở kỳ thứ ba đó là gì? Thoái vốn khả năng là nhà nước của chúng ta sẽ thoái vốn và khi cái game thoái vốn diễn ra thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ kéo rất là mạnh. Một vài ý chia sẻ như vậy thì các anh chị tham khảo thêm. À ờ, đối với OI ở trong tuần tín hiệu O khá là tốt các anh chị. nó OI đầu tiên là nó công được vùng 7.7, sau đó thì nó vượt tiếp vùng 8 và kết tuần thì nó đang vượt được vùng 8.5. Đây trong tuần thì nó loanh quanh ở biên 8 như vậy là những cái điểm chỉnh cung ở đây cũng sẽ là những cái cái điểm gom kỹ thuật rất là hay. Tuần tới thì khả năng nó cũng sẽ còn có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 8 đến vùng 8.2, sâu, sâu hơn ở đây thì khoảng vùng 7.7 nhưng mà vùng này thì chúng ta sẽ tính toán sau mục tiêu ở trong nhịp này thì oi sẽ hướng về đâu đó khoảng canh quanh cản mười. À, POV kép dòng tiền ở nhịp này thì nó cũng chưa đạt lắm. À, dòng tiền POV kép nó phải đánh tươm tươm khoảng tầm độ 30 35 triệu thôi. đoạn này nó đánh khá là rát này nhưng mà đến đoạn này thì tiền chưa vào. À, còn ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là trong tuần thì POVK cũng đã vượt cản 17 và nó đang hướng vùng 12 và khi gặp 12 ở đây là kháng cự thì nó diện nó đang có những cái nhịp test lại cung và phiên ngày hôm nay thì nó test lại quanh 11 tương đối là đẹp và rút chân lên ở 11.7 mục tiêu mục tiêu thì có thể ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm lên cản 12.5 tuần tới nếu như nó khỏe thì nó sẽ test nhẹ nhàng thôi đâu đó khoảng quanh vùng 11.3. Đấy, nó test nhẹ nhàng quanh đây thôi. Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ chuyển sang một nhóm ngành tiếp theo, nhóm ngành rất là quan trọng, nhóm ngành Cộm cán và trong bản tin tuần 154 thì cũng đã chia sẻ một cái ý, tức là cái thằng tội đồ ấy, khi nó là tội đồ gây nên uh, cái sự giảm giá của thị trường. Và nó đang hung hăng, nó đang gọi là như thằng điên mà tự dưng nó yên bình lặng lẽ rồi nó đáng yêu quay trở lại Thì lúc đấy khả năng thị trường tạo đáy Đấy là cái ý mà ông đã chia sẻ ở trên bản tin tuần video số 154 Thì các anh chị cũng biết rồi, nguyên do của thị trường trong thời gian vừa qua sập ấy, là nó do cái thằng trái phiếu Và bây giờ chính phủ đã chính thức là yêu cầu những ông nào mà ông làm sai thì ông xử lý đi Bằng cách gì? Một là ông bán tài sản của ông hai là ông bán cổ phiếu của ông đi ba là ông đi tìm tiền ở đâu để mà ông đáo hạn và đảm bảo cái quyền lợi của nhà đầu tư à, mua trái phiếu à, sau đó à, sau một cái thời gian cho các ông khắc phục hết đi à, các ông nào không khắc phục được lúc đó mới lọc ra mày không khắc phục được mày phải chết thì khi đó nó mới chết như vậy là gì À, chúng ta thấy rằng những cái ông lớn ví dụ như phát đạt novaland rồi uh, rất rất nhiều trong cái thời gian vừa qua đấy là những cái thông tin tích cực và nhờ những cái thông tin tích cực đó mà thị trường chứng khoán việt nam của chúng ta đã có một cái nhịp tăng tốt và bất động sản đầu tư công và xây lắp đã cực kỳ thành công và nhờ cái sự chuyển mình của nhóm ngành này thì thị trường chứng khoán việt nam mới có cái sự khởi sắc như trong tuần vừa qua ok anh chị À rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến đi DG, dg khỏe quá quá khỏe luôn trong tuần thì ông chỉ có dự báo là khả năng là ông sẽ chạm vùng 14.8 đến vùng 15.5 và sau khi bách bách cả này ấy, thì nó chạy luôn và nó không test như vậy là cực kỳ khỏe và những cái cây đinh ba giá cửa giá đóng cửa cao nhất phiên như vậy cho thấy rằng là cái đội long rất là trâu với cái xu hướng như này thì khả năng là DG sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 22 sau đó nó mới chỉnh cung anh chị uh, nhìn nhìn như này trâu lắm nói chung là vẫn vẫn trâu vật luôn trâu vật ở uh, cũng như vậy xeo <laughs> như vậy dự kiến dự kiến ông xeo là ông kéo lên đâu đó khoảng tầm 16 cộng và sau đó ông chỉnh cung và căng nét lắm mà thì ông ông kéo lên lên, lên đây ở mười bảy ba rồi ông chị cung nhưng mà uh, khi mà nó kéo lên uh, vượt thoát vùng bảy ba rồi ấy, thì như vậy là nó cũng kéo tiếp và dòng tiền rất là khỏe thì bản thân là khi sell mà nó nằm ở những cái vùng vùng những cái, cái vùng kỹ thuật mà chúng ta phân tích ở tuần một trăm năm hai thì ông đã đánh giá rằng là dòng tiền lớn nó đã đánh vào cái nhóm ngành bất động sản nên là gì nên là cổ phiếu rất có thể nó sẽ đi đi rất là xa và đúng như vậy các anh chị đó những cái lực tăng rất là là, là, là mạnh mẽ luôn rồi Shell thì có thể ngắm lên vùng 23 đến khoảng vùng 25 các anh chị Về đến vùng này xong đó thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp test cung Đấy là dự báo là như vậy ờ, HPC, HPC ở đây và HPC trong tuần thì nó cũng bắt đầu hình thành mức lực tăng Đầu tiên nó break được cản 8.5 và hiện tại thì nó đang hướng tới cản tiếp theo Đó là vùng 10.5 10 đến vùng 11 và xa hơn thì có thể hướng lên cản vùng 12 Và hiện tại thì lực đánh của HPC cũng đang khá là tốt lực cầu trung bình đạt 6 triệu cổ phiếu trên một phiên à, rất là rất là 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 gì ạ rất là là là, là sôi động à Năng khi về đến vùng này thì nó mới bắt đầu xuất hiện một cái nhịp chỉnh cung ở đây các anh chị lưu ý DK cờ cũng rất là khỏe à, dự kiến là chạm cản 12 sau đó nó chỉnh cung và nó chỉ chỉnh uh, trong phiên giao dịch ngày thứ thứ ba đúng không Đấy, chỉnh cung trong phiên và sau đó kéo lại 13 và đến phiên ngày thứ tư thì nó break break cản 12 luôn như vậy á thì nó lại tiếp tục ngắm về cản 15 và sau đó nó chỉnh cung thì nó có hai cách một là chạm 15 và nó chỉnh cung đấy gọi là uh, chỉnh dưới hai là break lên 15 và test lại 15 thì tùy thuộc vào cái tình hình và chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng ngắn hạn là tuần tới nó sẽ ngắm cản 15 ở cổ phiếu DXS cũng đang tương đối là đẹp Đẹp anh chị tuần vừa qua nó bất nó bứt được cản 6 Uh, tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 64 đến vùng 66 với lực cầu tương đối ổn định khoảng trên 1 triệu 7 cổ phiếu trên một phiên như vậy là tạm ổn khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên phiên như vậy là tạm ổn và đối với DXS các anh chị cứ gom đi hả mục tiêu thì nó sẽ hướng về cản 10 đến 10.5 còn DXS này nó đánh dễ thế mà ở Nhìn bên này thế ở nhìn bên này chúng ta cũng phân tích và nhìn bên này thì chúng ta cũng phân tích phân tích một sóng lên và hiện tại thì đang là một sóng lên của cổ phiếu DZ SCR, SCR khá là đẹp Trong tuần thì SCR cũng đã kéo bật được Vùng kháng cự 5.7 để đâu đó đi về cái kháng cự đây là vùng 6.5 Ở phiên ngày hôm nay, uh, trong tuần thì sau những cái điểm uh, khi mà chạm 6.5 thì nó có hai cây lên test đây các anh chị nó Test về quanh vùng 6 uh, Tương đối là ổn Như vậy tuần tới uh, sr khả năng á, thì là nó sẽ chỉ có thể test về uh, Đây như vậy là ngắm tạm thời là là điều chỉnh cái kịch bản nó tăng lên đúng không ạ ờ, điểm chỉnh cung 6 hoặc là vùng 5.7 đó là điểm chỉnh của SCR và mục tiêu thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 7 đến khoảng vùng 7.2 tạm thời như vậy đó về đến vùng 7.2 đó, về đến đây thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp thiên hướng kỹ thuật LDG hiện tại rất là hay theo quan điểm cùng như vậy và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy rằng cái lực bắt của dòng tiền đã bắt đầu khoảng tầm 7 triệu đến 7 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên và hiện tại đây thì nó cũng đang hình thành được một cái phân kỳ tăng điểm 1 là quanh vùng 2 chấm à, điểm 1 là quanh vùng 3 điểm 2 là quanh vùng 4 à, chúng ta cứ dự dựng như vậy đi và điểm 3 như vậy là trong tuần vừa qua thì có một cái điểm test khá khá tốt này chạm cản 4.8 đến 5 và nó test luôn trong phiên và đến phiên ngày thứ tư thì nó đã break lên cái vùng 5 như vậy là rất là đẹp và có hai phiên treo lơ lửng ở trên vùng 5 lực cầu ổn lực cầu ổn các anh chị thì với em này các anh chị sang tuần nếu như chúng ta mà trường vốn thì chúng ta bắt đầu chúng ta bắt đi ờ, chúng ta bắt đặt ở đâu đó khoảng quanh vùng 5.2 5.2 đến khoảng vùng 5.3, 5.4, 5.5. Nôm na là 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 đó, thòng thòng ở quanh những vùng đó. Và mục tiêu đầu tiếp theo đó là nó sẽ break cản 6. Và 7. Đấy sẽ là hai cái cản mà khó khăn nhất của em này. Và sau khi mà nó break được hai cái cản đó rồi thì khả năng là uh, lực đi của LDG nó sẽ, sẽ rất là nhẹ nhàng. giờ đấy rồi ổn đấy, các anh chị xúc được đấy à, C2 như vậy là C2 trong tuần thì cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 có chỉnh cung Chí soát được quanh vùng 13 và sau đó nó kéo lên à, vùng chỉnh cung kỹ thuật thì dự kiến trên bản tin tuần đâu khoảng tầm vùng 12.2 hoặc vùng 13 nhưng mà như vậy là C2 cũng chỉnh rất là khỏe Uh, phiên kết tuần xe có nhún về vùng 14 và kết phiên uh, đâu đó cũng đóng cửa được ở trần à? xe đúng không đã kịch trần uh, nhìn về lực đánh như thế này thì, á, thì tuần tới uh, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cái lực đánh có thể hướng cản 16.5 đến vùng 17 Tuy nhiên uh, trên cái đường cản đó thì chắc chắn là sau phiên ngày hôm nay thì xe hai nó sẽ chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung nếu khỏe khỏe đẹp á, thì đâu đó nè xem nào đâu đó khoảng quanh vùng 14 năm, 14 năm, 14 6 gì đó, à, nó phải test lại một cái nhịp ở đây, sau đó thì nó kéo lên và lên đến vùng 17 rồi á, thì nó lại bắt đầu một cái nhịp uh, chỉnh cung ở đây, uh, và cái nhịp chỉnh cung đằng sau này nó mới hay này, nó test tích lũy thành công thì cái đó nó sẽ xác nhận rằng sẽ ai nó sẽ đi vào một cái sóng tăng uh, tương đối là ổn định, anh chị. VNBB khá là tốt trong tuần vừa qua, NBB cũng đã tăng được tốt từ vùng 12.5 hướng cản vùng 15 đến vùng 15.5. Ở phiên ngày hôm nay là một phiên tự test và có thể sang tuần tới nó sẽ còn có những điểm test lại 14 14.5 tích lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng cản tiếp theo ở khoảng quanh vùng 17 17.3. fcn.com cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu thứ nhất đó là quanh vùng 9.187 đến 91 và nó cũng bắt đầu có gì hai cây nến chỉnh cung. Ở điểm chỉnh cung đâu đó mà sơn sơn thì chúng ta có thể ngắm ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 anh chị nhá. Mục tiêu sẽ công vùng 10 đến khoảng vùng 10.2 và sau đó nó sẽ chỉnh cung tiếp. Ở VCG trong phiên ngày hôm nay thì cũng có một cái nhịp nhún, tuy nhiên nhịp nhún của nó cũng rất là khỏe và kết phiên thì nó lại kéo tăng kịch trần À, Tuy nhiên các anh chị nhìn thấy đây Đây cũng là một cái mẫu hình khá là tương đồng với bên này Một cây nến rất là xanh mạnh Nhưng mà sau đó thì cây nến tiếp theo cái gì ạ? Là nó lại quay lại nó test à, Như vậy thì đối với VCG thì Hùng cũng hoàn toàn là chúng ta cũng phải uh, Bình tĩnh để chúng ta xem thêm Cái vùng tích lũy của nó 15.5 đến vùng 16 Như vậy là nó một là nó sẽ chỉnh cung quanh 15.5 hai là chỉnh về 16 đấy là những cái điểm chỉnh cung trong tuần tới còn điểm sâu hơn có thể có đấy có thể có thôi các anh chị nhá điểm này thì 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 là chúng ta cũng chưa chưa có chắc chắn nhưng mà nếu như chúng ta dùng lệnh điều kiện thì chúng ta có thể đặt sẵn ở quanh khoảng 14.5 năm đấy sơn sơn có thể như này đó ok đấy, là những cái vùng mà gì ạ gọi là thòng Đó, thòng để chúng ta mua mục tiêu thì sẽ hướng cản 18 đến khoảng vùng 18 2 của tuần giao dịch tiếp theo C4G lực cầu đang hơi kém lực cầu của C4G phải đạt từ 2 đến khoảng tầm 4 triệu 6, 6 cổ phiếu trên một phiên dù sao vậy thì c 4G trong tuần vừa qua nó vẫn đã được cái uh, nó vẫn hoàn thành được cái vùng giá đầu tiên đó là đâu đó khoảng vùng 87 đến 92 và nó tiếp tục đi sideways ở trong tuần vừa qua test lại biên dưới ở vùng 87 nhưng mà tuần tới khả năng dự báo thì em này em em cũng phải chỉnh cung đấy nhịp này nó chỉnh cung này thì nhịp này nó cũng phải chỉnh cung thôi và nếu mà đây chúng ta lấy cái mút nến của cái này này là vùng 8.4 đấy ở à, điểm chỉnh một là quanh 8.4 và điểm chỉnh hai quanh vùng 8 đấy là cái vùng mà dự kiến mà à, C4G có thể quay trở lại test à, test thành công test tích lũy thành công ở vùng này thì lúc đó chúng ta sẽ ngắm cản tiếp theo của C4G đó là ở khoảng vùng 10.5 đến khoảng vùng 11 Ở cổ phiếu HDG rất là hay <laughs> Như vậy là HDG ở đây các anh chị này Đó ta đã phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 25 Vùng cản đầu tiên 29 đến khoảng vùng 30 Và trong tuần này thì cổ phiếu đã break vùng 29 Break vùng 29 và nó đang có những cái phiên test Và đây là hai cây nến test lại ở trên vùng 29 À trên vùng 30 cộng rất là khỏe À, tuy nhiên là cổ phiếu muốn đi tiếp thì theo quan điểm của Hùng là nó sẽ chưa chạy ngay được đâu Tuần tới khả năng vẫn còn những điểm test quanh vùng 30 đến khoảng vùng 30.3 Đấy điểm test 1 còn điểm test 2 sâu hơn ở quanh vùng 27.8 Thì điểm này chúng ta sẽ tính sau nhưng ít nhất là điểm 1 đã Và sau đó nó tích lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng cản tiếp theo ở quanh vùng 35 đến khoảng vùng 36.5 HTC cũng khá là khỏe HTC thì tuần này cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu Đó là 38 trên 38 Và sau khi mà nó hoàn thành cái vùng giá này Thì nó cũng đã có một cái điểm hai uh, cây nến test cung Thì điểm test 1 là quanh vùng 35 Điểm test 2 thì nó sẽ quanh vùng 34 Và điểm test 3 nó sẽ quanh vùng 33 Đấy À, như vậy là gì chúng ta sẽ không thể giám sát được một cái cái gì đó là tuyệt đối cả mà chúng ta sẽ dò tìm lại và ví dụ như các anh chị có mua thì chúng ta đã đặt điểm 135 điểm 234 và điểm 232 đấy là những cái vùng mà gì chúng ta dự mua còn chốt đó, á thì ok đây vùng kháng cự thì chúng ta chốt bớt đi một tí rồi xong đó lại mua lại thôi đấy là cái cách mà chúng ta đánh à, còn nếu mà chúng ta không chốt thì chúng ta cứ cầm bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì cái cái xu hướng của nhóm ngành bất động sản nó vẫn đang khá là tốt tín hiệu đang khá tốt và nó mới chạy thôi nó bắt đầu sóng thôi và nó 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 chạy thì nó sẽ chạy những sóng tương đối là dài bởi vì giai đoạn vừa qua thì nhóm ngành này nó đã có một cái sự chỉnh giảm rất là lớn Nam Long hoàn thành vùng giá mục tiêu 27 và hiện tại đang tiếp tục công cản 30 và nó hai cây nến chưa thể công được à, tuần tới khả năng sẽ có điểm chỉnh một quanh 27 điểm chỉnh thứ hai Sơ à, sơn sơn quanh 254 như vậy là các anh chị có thể Uh, rải lệnh ra ở những cái vùng này để chúng ta canh chúng ta bắt Nam Long rất là ok uh, Khang Điền KDH hoàn thành vùng giá mục tiêu 26.5 năm <laughs> uh, và hiện tại thì nó đang hướng đến cái vùng cản tiếp theo ở đây đó là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 đó các anh chị tuần tới khả năng nó vẫn sẽ còn có những cái điểm test kỹ thuật lại nếu như mà khỏe thì test lại khoảng quanh vùng 27 Ờ, yếu hơn thì đâu đó khoảng quanh vùng 26 đến khoảng vùng 26.5 như vậy là chúng ta có một cái vùng gom dự kiến từ vùng 26 đến khoảng vùng 27 đó các anh chị. Ờ, mục tiêu, mục tiêu thì chúng ta vẫn giữ như vậy thôi, mục tiêu thì chúng ta vẫn giữ cản công cản vùng 30 đến khoảng vùng 31 của Khang liền À, đối với nhóm ngành bất động sản à, trong tuần vừa qua thì nhìn chung là đã có rất nhiều phiên nó có cái sự rung lắc à, tuy nhiên là dòng tiền lớn thì người ta vẫn bắt và người ta vẫn giữ được nhịp thế này thì à, nó rất là ok và nhìn về mặt xu hướng thì khả năng tuần tới nhóm ngành bất động sản à, sẽ tiếp tục tăng trong đó thì nó có cái sự hỗ trợ rất lớn từ à, họ nhà vick cùng có cổ phiếu vick và cổ phiếu vinhome à, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành banh các anh chị nhóm ngành banh thì đối với nhóm ngành banh thì hùng đã có những cái sự lưu ý với các anh chị rồi đó là từ ngày 13 tháng 10 thì chúng ta bắt đầu phân tích à, bắt đầu phân tích và à, khuyến nghị các anh chị chúng ta nhặt banh 13 tháng 10 các anh chị à, và tại thời điểm 13 tháng 10 thì hùng đã cập nhật bảy cổ phiếu nhóm banh đó gồm hai mã cổ phiếu đứng đầu đó là mã cổ phiếu bidv và công thương thì hiện tại hai con này đang chạy nước rút và sau đó thì có một số các cái mã cổ phiếu tiếp theo. Và trong tuần vừa qua thì cũng đã tiếp tục nhấn mạnh à với chị em nhà đầu tư ở trên nhóm. Đây ngày 13 tháng 10 này. Và trong tuần vừa qua thì ngày 23 tháng 11 tiếp tục cập nhật thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của banh banh và 4 ngày trước. bốn ngày trước thì cũng có nhấn mạnh một cái ý rất là quan trọng đó là hiện tại thì tín hiệu của nhóm banh vẫn tiếp tục một cái đà tăng rất là tốt đó và hiện tại thì mã cổ phiếu số 1 là BIDV và số 2 là công thương thì không còn điểm mua nữa bởi vì nó đang đi về những cái target rất là mạnh còn những cái mã cổ phiếu mà nó đang còn những cái điểm mua thì các anh chị là chuẩn bị tiền bạc đó, banh chỉnh là quất đặc biệt là các cái mã cổ phiếu nó chưa tăng ví dụ Techcombank ví dụ MBB và ba em pen đó là STB, Liên Việt, Postbank và SHB là những cái lựa chọn à, à, cũng là những cái lựa chọn rất là đứng đắn để chúng ta tăng vị thế và và kể từ 13 tháng 10 đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê vẫn đang tiếp tục theo nhóm banh nhóm Bank và trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích thêm hai cái mã cổ phiếu của nhóm Bank để cập nhật cho các anh chị đó là mã cổ phiếu VIB và mã cổ phiếu TPBank bổ sung thêm mã cổ phiếu số 9 là VIB đó và ở ngày cách đây hai ngày thì chúng ta đặt quanh giá tham chiếu và có thể đặt thêm vị trí 19 8 19 6 để dò thêm các điểm chỉnh cung và cổ phiếu TP Bank vùng 21 đến vùng 21.5 kiên nhẫn gom ở vùng này cản cuối 22.5 và break được 2.5 thì như vậy nó sẽ là mở ra một tranh kỹ thuật rất là hay đó thì như vậy là nhóm banh vẫn là một trong những nhóm chủ lực các anh chị nha là review à, việc có banh thì chủ đạo nó là gì mã cổ phiếu mang tính tạo lập về điểm số thôi và đến thời điểm hiện tại thì việc có banh cũng đã có một cái trend tăng rất là tốt rất tốt luôn ở à, trong tuần thì nó đã hoàn thành tiếp lại cái vùng giá mục tiêu cản ở đây và hùng có phân tích trong cái tuần trước có phân tích cái vùng chỉnh cái tuần ở quanh vùng 72 đấy các anh chị nha hướng cản 78 đến vùng 80 và hoàn thành vùng giá 80 và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì một cây nến từ 80 nó leo lên 85 luôn như vậy rất là rất là kinh khủng khả năng tuần tới sẽ nhả cung quanh vùng 82 và nó sẽ tiếp tục công lại vùng 85 86 ở break được cái vùng này ấy, thì cái đó sẽ hướng cản 90 đến khoảng vùng 92 như vậy là nhịp sóng này của banh cũng bắt đầu đi vào những cái giai đoạn cuối cuối của chu kỳ Công thương rất là đẹp trong tuần vừa qua thì công thương cũng đã break cản ở đây là vùng 26 tiếp tục hướng cản vùng 28 các anh chị này và tuần này thì nó đóng được ở vùng 27.95 năm và trong tuần thì nó cũng liên tục á liên tục dội lên dội xuống á rồi sàn rồi lại bật lên trần lại sàn trần đó như vậy á, thì sang tuần tới khả năng thì nó sẽ chưa thể một phát ăn ngay được cái cản 28 này đâu nó sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 27 đó nhẹ nhàng test lại quanh vùng 27 tích lũy thêm một hai phiên và sau đó sẽ bắt cản 28 để vướng vướng vùng 29 à, xa xăm hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên cản 30.5 và nhịp này thì tắc, chắc, chắn là công thương thì ổn rồi bắt đầu lên đến tầm này là tầm chạy nước rút rồi BIDV như vậy là hoàn thành vùng giá mục tiêu 41.5 đây rồi các anh chị ơi hoàn thành rồi nha Đấy tạm thời là lái tàu đến đây là an toàn rồi không biết là khúc sau có an toàn hay không thì không biết nên đến khúc này là an toàn rồi và các anh chị nhìn thấy vì nó gặp cản nên là gì ạ? liên tục có những điểm long lên sọt xuống ở đây và chúng ta chú ý nếu như BIDV tuần tới vẫn không thủng vùng 39 39 5 tiếp tục tích lũy thành công ở vùng này như vậy là nó sẽ hướng lên cản 42 nói chung 41.5 đến 12 và cái cái cản tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng đến đây đó là khoảng quanh vùng 44 được BIDV nhịp này cũng đang khỏe lắm banh ba vẫn đang khỏe mà đó, thì các anh chị tùy cơ ứng biến nhá Tức là nếu chúng ta đang cầm ấy, thì chúng ta canh gom thêm Đó, nếu con nhỡ chốt ở vùng 41.542 Thì chúng ta lại canh thêm gom ở vùng này Để chúng ta kỳ vọng lên target vùng 44 Trong trường hợp gom ở vùng này mà nó tõm phát Nó thủng mất vùng 38 thì lấy hàng cũ mà cắt đi Đó, đơn giản thì có như vậy thôi MBB, MBB đẹp quá đời Đẹp không anh chị, đẹp chứ Đấy thì ngoài một số cái banh thì Hùng đã nhấn mạnh với các anh chị là gì Chúng ta đang còn một số banh chưa chạy Và chúng ta lưu ý Đó lưu ý à, Cần thêm Đấy thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái mật độ phân tích từ ngày 13, 14 tháng 10, 28 tháng 10, 23 tháng 11, cách đây 4 ngày, cách đây 2 ngày cách đây hai ngày đó anh chú ý các cái mã banh là những cái lựa chọn rất là là xác đáng ở trong cái nhịp này đẹp quá cây nền kết tuần của MBB như thế này là miễn chê luôn rồi 16.6 đến vùng 17 quá thành công luôn và cây nền kết tuần quá đẹp à, Tuy nhiên ở đây là một cái cản rất là mạnh Tuần tới thì MEP nó sẽ vướng vào một cái cản ở đây khoảng quanh vùng 19.2 19.3 gì đấy 19.3 gì đấy, một cái cản ở đây rất là mạnh à, Chính vậy nên là một phát chưa ăn ngay được đâu Sẽ quay trở lại và những điểm đét cung trở lại quanh vùng 18 Sẽ là những cái điểm tích lũy nền Và tích lũy thành công ở vùng này thì khi đó chúng ta sẽ hướng lên cản ở đây là cản 20, 20.4 VP Bank VPBank Bank cũng đẹp các anh chị nhé, cũng đẹp <laughs> đấy. À, trong tuần chúng ta còn nói đến cản 15 à, hỗ trợ 15.5 này, 15.5-16 này. Xong đó nó break vùng 16.5 thì nó lại test lại vùng 16.5 nó dâng lên này và có thể tuần tới thì nó sẽ bắt đầu test lại à, công lại cản 18 đến vùng 18.5, test cung trở lại vùng 18 không thủng, Khi đó chúng ta sẽ hướng lên cản 20 này, Như vậy Vibank cũng rất là ok. Techcombank đẹp không các anh chị? Techcombank đẹp quá. Techcombank. Ai mua không ạ? Ờ, rồi cách đây 3 ngày, 4 ngày. Đấy, cách đây 4 ngày, ngày 23 tháng 11 cập nhật. Đó, lưu ý là chúng ta cần ngay Techcombank. Ngày 23 tháng 11 có tập Techcombank. Ờ đây này, các cái bước giá này quanh vùng 21 này, sau đó vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 là tại khuyến nghị này nó sẽ nằm vào ngày 23 tháng 11 Techcombank rất là hay và đến bây giờ thì ngon rồi sắp gần 30 rồi Đẹp Trong tuần vừa qua thì nó cũng take rất đẹp phiên ngày thứ hai này nó đánh lên và break được cái vùng 25.5 này Sau đó nó tiếp tục công cản 26.5 và khi break cản 26.5 như trong bản tin tuần trước thì mình có nói rồi nếu như Techcombank mà break cản 26.5 thì các anh chị cứ full mặc tin dùng lê đúng không ạ và đến phiên ngày hôm nay thì nó kéo gần trần à, trung bình nó đạt khoảng tầm từ 12 đến khoảng 20 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là tốt rồi ngắn hạn thì tuần tới khả năng là sau một cái cây nến nó tăng mạnh nhé à, thì nó sẽ test lại đâu đó khoảng quanh vùng 28 và ngắm tiếp tục ngắm cản 30 đến khoảng vùng 31 của nhịp này à, vượt cản 31 đó thì chúng ta lại hướng lên vùng 35 cản tiếp theo sẽ là cản 35 vượt cản 35 thì khi đó chúng ta sẽ hướng lên vùng 40 41 các anh chị à, đây từ 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 35 lăm à, cứ từ từ như vậy thôi à, chúng ta sẽ đi xây từ từ không có gì phải vội cả STB cũng đẹp quá trời luôn à, trong tuần vừa qua thì STB chúng ta có thêm những cái điểm gom kỹ thuật khá là sát ở vùng 18.6 đến vùng 19 tuần này nó đá hai phiên rồi hai phiên nó đá quanh quanh vùng 20.5 nhưng mà nó quánh thế này là khả năng nó vẫn còn còn một nhịp tụt nữa à, nó tụt tụt khỏe uh, tụt khỏe thì tụt xuống khoảng quanh 20 mà tụt yếu yếu hơn thì quanh vùng 19 8 19 7 ở đây và mục tiêu uh, chúng ta sẽ ngắm lên cản 22 đến khoảng vùng 22.5. năm. Uh, SHB cũng uh, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, đúng không ạ? Tuần này thì SHB đã break cản ở đây là cản 10 nó có hai phiên sập sình như này. Đó và hai cái nến này là thôi hai cái nến kết thúc này. Có có, có những game over ấy, Đó, mọi người hay gọi game over ấy. tức là gì? Khi break cản 10 rồi thì thì nói ngọc nó test lại 10 thành công đây là hai cây nến test và cây nến này xác nhận uh, test thành công rồi thì chắc chắn nó sẽ hướng cản 12 đó nó sẽ hướng cản 12 uh, lên đến cản 12 rồi á thì nó đã chỉnh cung khả năng nó sẽ chỉnh cung một tí như này rồi sau đó nó lại uh, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta đã hướng lên cản 13.5 đến 14 nhưng mà cứ từ từ 12 trước sau tính sau Ờ, Liên Việt Phút cũng đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi Bản thân Liên Việt Phút các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ đi Những cái thời điểm mà ông đã nhìn thấy rằng là Liên Việt Phút nó đánh khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu cổ phiếu trên một viên như thế này là nhìn đẹp lắm rồi này Sau đó là chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mô hình ba đáy này ờ, Tiếp theo là chúng ta phân tích cái vùng cản ở đây là vùng 10 này Và tuần vừa qua thì nó gì ạ? Nó bật đáy cản 10 ờ, Có một cái điều đáng lưu tâm đó là sau cái bật cản 10 ấy, thì nó kéo lên nhưng mà nó không test được lại về 10 Như vậy là gì? Cổ phiếu cực kỳ khỏe cực kỳ khỏe mới giữ được như vậy và trong tuần vừa qua thì nó đã công uh, công vùng giá mục tiêu nếu vùng nhớ không nhầm nó là chúng ta có đặt cái vùng giá mục tiêu ở 11.5 11.3 hai cây nến này nó đang vươn tầm lên vùng 12 12.5 nhưng khả năng khả năng thôi theo theo quan điểm của tôi là nó vẫn còn một nhịp trả lại cung và trả khỏe khỏe ở đây thì các anh chị cắt 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 cái đầu này ra đi đó khỏe thì ông uh, khỏe khỏe ở đây này khỏe khoẻ thì quanh vùng 116 à 116 đấy 116 117 và yếu yếu hơn thì nó có thể về vùng 11 2 11 năm. tức là gì à, chúng ta dò lại dự báo lại một cái vùng test công kỹ thuật để làm gì thứ nhất là đánh giá xem là à như vậy ông về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này ông có trụ được không nếu ông trụ được như vậy là thắng để có thể à, công lên cái vùng target 13 133 trong trường hợp nếu những vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật này mà nó bị thủng thì như vậy là hỏng rồi nó hỏng rồi thì chúng ta phải làm gì một là chúng ta bán cổ phiếu hai là chúng ta canh lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn tức là ví dụ khi trong trường hợp nếu như nó chỉnh cung mà nó thủng cái vùng 11 hai thì chắc chắn là nó đâm lại vùng này vùng 10 vùng 10.5 đó cái quy luật cổ phiếu nó vận động như vậy vậy thì chúng ta tùy tình tình, tình, tình huống mà chúng ta lại đưa ra những cái phương án tối ưu đó ở trong tuần vừa qua có phân tích thêm cái má cổ phiếu VIP thì cũng có nói rồi chúng ta cố gắng đặt điểm chờ gom đầu tiên nó là quanh vùng 20 và 198. Đây các anh chị này, trong phiên ngày hôm nay là có luôn vùng 198 VIP. VIP. VIP lồng phân tích cách đây 2 ngày. Ngày 12 tháng ngày mùng 2 tháng 11. Đó. 20 20.5 này, sau đó tiếp tục tiếp tục cách đây 2 ngày thì uh, tiếp tục cố gắng đặt thêm cái vùng tham chiếu đấy là 20 cộng trừ À, có thể đặt thêm vùng 19.8 đến vùng 19.6 đấy là những cái cách để mà chúng ta gì chúng ta dò tìm thêm những cái vị thế vị thế về mặt kỹ thuật à, cái tuần một phát đóng cửa 21.4 tím đìm lịm luôn có phê không anh chị sướng đúng không ạ và đối với VIP trong thời điểm này cực kỳ đẹp rồi tuần tới khả năng nếu có thì nó sẽ test lại một là điểm điểm dò kỹ thuật là quanh vùng 21 các anh chị này điểm một là quanh vùng 21 còn điểm 2 Điểm hai các anh chị có thể dò ở 1 phần 2 cái thân nền xanh này này Vùng 20.5 đấy là hai điểm tiếp theo để mà có thể lên tàu cổ phiếu VIP Mục tiêu tiếp theo sau khi lên xong á Chúng ta sẽ công cản vùng 23 và VIP nó đánh những cái trend kỹ thuật đẹp lắm các anh chị đấy. Trâu vật luôn anh chị nhìn thấy cái nhịp này không ạ đó, đó, Nhịp này ví dụ như này đó, chà, Lên khoảng vùng 35 đến vùng 40 khi nào mà lên đến vùng đấy thì anh chị em mà mua được á, mua được xong mà cổ phiếu VIP mà chốt lãi được khoảng vùng 35 đến vùng 40 thì nhớ mời Hùng Lê cà phê nhá. Đấy, VIB rất đẹp. À, TP Bank trong tuần hùng bán bắt đầu thu gom cổ phiếu này à, với một các với các cái lý do thứ nhất đó là nó đã hình thành được cái vùng tích lũy nền tương đối hay và thằng này á đó, kiên trì kiên định một cái vùng giá mục tiêu nó đâu đó khoảng tầm vùng 21 à 21 năm 21 mươi thì đấy là những cái vùng gom rất là hay và đóng cửa ở vùng 22.8 rồi. Ờ à, break luôn cản vùng 22.5, 22.45 ở đây như vậy là tạm đẹp. À, tuy nhiên cái con này nó đánh rất là là, là buồn cười, không biết là ông nào ông đánh thì cũng không rõ nhưng mà nói chung là cái biên dao động các anh chị nhìn thấy những cái nến nhá. À, những cái biên dao động của nó rất là lớn, chính vậy nên là khả năng tuần tới vẫn còn vùng 22. Chưa chạy được đâu. Thằng này nó đánh phập phù lắm. Cho nên là con này cứ canh giá đỏ mà mua. Đấy, canh giá đỏ mà gom các anh chị. À sơ sơ thì uh, sau khi gom đủ ấy, uh, thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Ok, nhóm banh vẫn là chủ lực của thị trường, các anh chị lưu ý như vậy. Và chúng ta vẫn tiếp tục uh, hành trình đối với uh, nhóm này. Uh, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đi sang một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành chứng khoán. À, nhóm ngành chứng khoán thì trong tuần vừa qua nó cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là tốt và cái sự chỉnh cung của nó không không đáng là bao nhiêu. Anh chị, rất là khỏe rất là khỏe ví dụ VCI đầu tiên là chúng ta dự kiến là chỉnh ha, chạm 22 và nó chỉnh cung nhưng không nó break vùng 22 và sau đó nó tiếp tục xây như vậy tuần tới VCI có thể xây lại quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 với đà này với đà này thì VCI sẽ hướng cản tiếp theo đến ở đây đó là khoảng vùng 27.5 đến vùng 28.5 SHS đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi và trong bản tin tuần 153 54 53 xin 153 thì các anh chị đã có vùng 6.5 đến vùng 68 để chúng ta gì ạ chúng ta gom mục tiêu ở tuần này thì công ở đây là công kháng cự 8.5 và tuần này tương đối khỏe đang đóng cửa vùng 9.3 đương nhiên là nó có cái sự rung lắc vì vùng 8.5 vùng cản à, tín hiệu cực kỳ đẹp à, phía này nó đánh 34 triệu cổ phiếu cũng là tươm cực kỳ tươm Tuần tới điểm chỉnh nếu mà chỉnh nhẹ thì quanh 9 Điểm chỉnh nặng hơn thì quanh vùng 85, 88 à, Mục tiêu tiếp theo nó sẽ là công cản ở đây à, Công cản 96 để hướng lên vùng 10 đến khoảng à, 10.3 đến khoảng vùng 10.5 ở à, VND cũng đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi đối với VND thì cũng đã nói rồi các anh chị rồi là chúng ta khuyến nghị đầu tư nhịp này các anh chị bắt chết VND dùng lên tuần vừa qua VND cực kỳ đẹp luôn Công cản vùng 13 và nó tự test cung luôn ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ ba uh, test về vùng 12 và từ 12 này thì nó lại bắt đầu nó gì long lên uh, long lên đây uh, long lên đây như vậy là mục tiêu là nó sẽ hướng cản vùng 15 uh, như vậy tuần tới thì các anh chị lưu ý ở vùng 12 vùng 12.5 đến vùng 13 tích lũy thành công tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta tiếp tục là nâng cái target của cổ phiếu VND lên vùng kháng cự 15 ổn uh, SSI cũng đẹp SSI lực đánh cũng tương đối tương 22 triệu cổ phiếu 23 triệu cổ phiếu và lên đến tận 30 triệu cổ phiếu trên phiên uh, SSI như vậy là SSI đã tuần này thì nó cũng đã hình thành đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 18 có break lên trên cả 18 và nó có ba cây nến test lại vùng 18 đây các anh chị này đó break cả 18 năm và có ba cây nến test lại như vậy tuần tới thì đối với SSI chúng ta vẫn có một cái dự 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 phóng đấy dự phóng là gì nó vẫn còn có khả năng quay lại vùng 18.5 các anh chị nhá chúng ta đánh giá thêm và nhiệm vụ là nó không được gãy vùng 18 thì chúng ta sẽ nâng người ta ghét của em này lên khoảng quanh vùng 21. Hcm cũng tương đối là đẹp. Hcm tuần này thì nó cũng bắt đầu công cản ở đây đó là cản 23 đến khoảng 22.22.3 đến khoảng vùng 23. Đây có những cây nến đây các anh chị nó công này. Và đồng thời thì nó cũng hình thành lên được một cái nền tích lũy ở 20.3 đến khoảng 20.8 như vậy khả năng tuần tới nó vẫn còn có điểm test 1, điểm test 1 khả năng là nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 21.5 ờ, Điểm test 2 nó vẫn còn, đó, nó vẫn còn có ở khoảng vùng 23, 28, giữ được vùng này, tích đi thành công Thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản break vùng 23 Sau đó thì lên vùng 24, 24.5 và cuối cùng sẽ là cản 26 Ờ, MBS cũng rất là đẹp. Trong tuần thì MBS đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 và nó có 4 cây nến chỉnh cung về quanh vùng 12.6 đến khoảng vùng 13. Rất đẹp luôn. Đó, gặp kháng cự nó chỉnh cung và lực cầu tiếp tục được đẩy vào khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là rất là đẹp. Tuần tới nếu khỏe thì nó chỉ test lại quanh vùng 14, yếu yếu hơn thì đâu đó vẫn còn vùng 13, 13 năm. Ờ, nhịp này hướng cạn 16 xa hơn sẽ là khoảng vùng 18 MBS rất là đẹp CTS cũng khỏe CTS thì tuần này nó đã cũng đã break được cái cản đầu tiên Đó là cản 10.5 Cản 10.5 anh chị Và dự kiến khi chạm cản này thì nó chỉnh dưới Nhưng mà nó không chỉnh Đó nó không chỉnh Và nó bay luôn Nó bay luôn lên cái cản thế này Như vậy là cổ phiếu cực kỳ khỏe Và tuần này đóng cửa chạm luôn kháng cự tiếp theo Đó là vùng 12 Tức là break cản 10.5 thì nó sẽ đến cản 12 Black cản 12 á thì nó sẽ đến cản ở đây đó là cản 14. bốn à, cứ như vậy thôi các anh chị. Đó, à, lần lượt cổ phiếu nó sẽ như vậy. Tuần tới thì CTS khả quan là nó còn có những điểm chỉnh cung lại quanh vùng 11 11.5. Đó, à, rồi xong đó nó tích lũy thêm, tích lũy thêm rồi mới bắt đầu à, uh, mới 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 bay được cái cản 12 này. Dòng tiền đánh vẫn đang rất, rất là tốt Uh, BBS cũng đẹp, dự kiến là công cản 16.5 thì tuần này nó đã công xong cản này, uh, nó vượt lên cản và nó có bốn cái nến test ở trên cản như vậy là cực đẹp cái nến cái tuần thì gần như nó xác suất nó xác nhận rằng là gì ạ? Nó kết thúc cái dịp uh, cái cái nhịp và test cung như vậy là nó chỉ chỉnh cung về quanh vùng 16.5 thôi. Tuần tới nếu mà có nhún, có nhún thì nó cũng đâu đó khả năng nó chỉ nhún về quanh cái, cái điểm này thôi này. Có nhún thì cũng nhún về quanh khoảng vùng 17 bốn thôi. Đó. Rồi sau đó, đó, sau đó rồi từ vùng này và nó sẽ tiếp tục kéo long thôi. À, xu hướng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng BBS sẽ kéo lên đâu đó khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5. Ở à, BSI cũng rất là đẹp đó, à, tuần vừa qua thì nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá 1 ở 18.5 và nó quay lại nó chỉnh cung ở quanh vùng 17 năm như vậy là những cái điểm test cung khá là ok và điểm test cung của tuần này như thế này là nó cũng cho xác nhận một cái tín niệm kỹ thuật là gì? À, ok, à, nó sẽ tiếp tục tăng điểm. Hướng đến vùng giá mục tiêu 21 đến khoảng vùng 21.5. À AGR, AGR như vậy là cũng đã break được cản 7.7. Nó thì cổ phiếu nó có hai cách, một là chạm 7.7 nó chỉnh cung, hai là nó break out lên trên 7.7 và nó test lại 7.7. Thì nó có ba cây nến, bốn cây nến test lại ở trên vùng 7.7 đến vùng 8 và cây nến cái tuần thì cũng rất là đẹp. Uh, với lực đánh như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tuần tới AGR sẽ hướng cản tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 9.2 đến khoảng vùng 9.5 tốt uh, trận đầu này uh, thị trường đánh rất là hay nói chung là hay mã nào cũng có lại hết nhắm mắt nhắm mũi mua có lại hết <laughs> à VX đã VX trong tuần cũng đánh rất là hay uh, phiên cái tuần thì gần như là nó đã công uh, Công đến cản 8.6 Và trong phiên thì nó cũng đã có tự test Nói chung là tự test rất là đẹp Với một cái động thái tự test như này Thì Hùng cũng sẽ kỳ vọng là tuần tới nó sẽ tiếp tục Có những cái động thái tự test Ở trong phiên Như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng Ông ấy test lại khỏe khỏe ở quanh vùng 7.9 Yếu yếu hơn Yếu yếu hơn xem nào xem Yếu yếu hơn thì Quanh 7.5 à Nói chung 7.4, 7.5 gì đó, à, nhiều yếu hơn thì ở dưới này. Nhưng mà cái vùng dưới này thì bây giờ với cái uh, sát xuất thị trường như hiện tại thì cũng khá là khó để mà chúng ta uh, tính toán ở những cái điểm dưới này. APG trong tuần cũng rất là khỏe, nó đã uh, về đến tận vùng 5 và nó không chỉnh cung. Với động thái này của APG thì khả năng là tạo lập hội trạng kéo tiếp à, uh, về vùng 5.9 đến vùng 6 xa xa hơn thì có thể kéo lên vùng 7 nhịp này APG đánh rất là trâu Nói chung là chưa có dấu hiệu là họ xả à, <laughs> uh, FPS cũng đánh tương đối tốt các anh chị này tuần này thì nó cũng đánh uh, vượt lên vùng 6.3 và tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm chỉ cung lại quanh vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.65 đây là vùng chỉnh cung kỹ thuật tích lũy thành công và đất cản 6.3 thì như vậy chúng ta sẽ hướng về vùng 7.5 sau đó thì có thể hướng lên vùng 8.5 uh, APS cũng rất là đẹp APS lực đánh cũng tương đối là tương tuần này APS đã Hoàn thành vùng giá 10 và nó có một Cây nến chỉnh cung ở đây thôi Tức là nó chỉ test lại vùng 9.6 thôi và sau đó nó kéo lên phiên ngày hôm nay test 9.6 kéo lên lực cầu cũng tương đối là tương Đánh 3,5 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là lực cầu rất là khỏe như vậy tuần tới nếu như có chỉnh cung thì nó đâu đó nó chỉnh cung về khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.2 Mục tiêu ở trong nhịp này thì tiếp tục công lên cản vùng 14 đó, Như vậy là nhóm chứng khoán cũng tăng rất là mạnh các anh chị nhá Đâu đó ví dụ như rằng APS này là từ 4 mà lên vùng 14, 43, 12 Tức là nếu mà chạm được vùng 12 là đã nhân 3 rồi, 300% đó các anh chị Đó, một cái nhịp đánh nó đánh rất là nhanh Khá là nhanh và như của nó nói thì nhịp vừa rồi thì nói chung là nhắm mắt nhắm mũi thì mua cái gì cũng trúng mà vấn đề là trúng ít hay là trúng nhiều mà thôi. Thì cái thường là cái nhịp sóng 1 nó sẽ là như vậy, sau đó đến cái nhịp sóng chỉnh 2. Và sau cái nhịp sóng chỉnh 2 thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu phân hóa và những cái mã cổ phiếu nào to, béo, khỏe, mạnh thì bắt đầu đi vào nhịp sóng tháng 3 rất là mạnh mẽ. Ok như vậy là danh mục cổ phiếu tuần này thì tạm thời Hùng Lê sẽ tạm ngưng tại đây và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai đó là chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng là tuần vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến một cái tuần giao dịch rất là thành công và ông chỉ có một số các cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật như sau. Thứ nhất, đối với chỉ số VN30 thì các anh chị em ông có trong khi sau khi mà kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ hai thì để chuẩn bị cho cái phiên giao dịch của ngày thứ ba, ở đây thì ông có đánh giá ông có đánh giá một số các yếu tố kỹ thuật trong đó nó có một số cái điểm chốt, ví dụ chỉ số VN30 và index là kết thúc phiên giao dịch ngoài thứ hai hết rất là tích cực tín hiệu kết phiên vẫn đang cho tăng đà tăng mạnh và nếu lắc thì khả năng phiên ngày mai là nó chỉ lắc nhẹ ở khoảng quanh vùng 995 đến vùng 1000 điểm thôi và sau đó thì sẽ kéo lên cái vùng kháng cự tiếp theo ở vùng 1020 đến 1030 điểm điểm mấu chốt kỹ thuật thứ nhất ở năm tuần vừa qua thì anh chị nhìn thấy đây kết thúc phiên giao dịch ngày 29 À, ngày 28 thì thị trường của chúng ta đang hết sức là hứng phấn Và đến ngày 29 thì cũng có đề cập đến là VN30 Nếu có chỉnh cung thì nó sẽ test rất là nhanh Và các anh chị nhìn thấy một cái điểm test cung rất là nhanh của chỉ số VN30 đấy ạ Đó là điểm sâu nhất của nó về được đến vùng 900 à, Về được vùng 900 bao nhiêu điểm đây này 995 điểm Ok các anh chị 995 điểm vùng nghìn điểm Đó là vùng chỉnh cung rất là nhanh và chúng ta soi sang chỉ số VN index ở trong cái phiên giao dịch của ngày á à, của ngày thứ ba. Ngày 29 đúng không ạ? Ngày 28 đây và ngày 29 bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ ba thì khả năng thị trường chỉnh cung và nếu chỉnh thì VN 30 và index nó sẽ chỉnh về quanh cái vùng này. Đó, quanh vùng mà quanh vùng 995 đến vùng à 1200 à vùng 995 đến vùng 1000 điểm. Đấy. Và đối với chỉ số à, phái sinh thì chúng ta cũng có những cái dự báo rất là 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 sát và như vậy thì cái mẫu chốt vấn đề thứ nhất đến trong cái tuần giao dịch vừa qua đó là vùng năm đến vùng 10 à 000 điểm ở đây. Và khi mà nó test thành công ở vùng này thì nó tiếp tục công lên. Ví dụ chỉ số index của chúng ta tiếp tục công lên vùng 1030. Và cái mẫu chốt thứ hai nó đến ở với thị trường của chúng ta trong cái tuần vừa qua đó là sau khi các anh chị nhìn thấy này, sau khi nó break lên vùng 1030 thì nó quay lại test ví dụ index đây test lại 1030 thành công và khi nó test 1030 thành công rồi á thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ hướng đến cái vùng tiếp theo thì đó là 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 cái vùng cản 1060 đến khoảng vùng 1070 của chỉ số index đây các anh chị và cái điểm mấu chốt thứ hai ở trong tuần vừa qua như ông có nói đấy ở đây đó là kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ tư và chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ năm đó à, thì chúng ta tiếp tục có một cái sự phân tích về mặt kỹ thuật của uh, bộ ba tham số chung của thị trường và uh, cái điểm uh, cái điểm mấu chốt ở trong phiên giao dịch này. Đây các anh chị, đó là VN30 về index nó sẽ lắc chỉnh cung nhẹ về quanh vùng 1035 đến khoảng vùng 1040. Đó và chúng ta sẽ có một cái sự kỳ vọng về mặt kỹ thuật là chỉ số VN30 và chỉ số index sẽ công về vùng kháng cự 1050 đến 1060. Như vậy là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ năm ấy, nó có một cái điểm mẫu chốt đó là gì? Index và VN30 không được phép thủng vùng 1030 đến vùng 1035. Các anh chị nhìn ở đây. Thì nhìn ở đây nhá, index này trong phiên ngày mùng 1 đây ạ. Nó test về vùng 1030. 1030 mẫu chốt vấn đề đấy. Đó, 1030 13 giờ. Đấy ngày mùng 1. Đây phiên ngày đây là bắt đầu vào phiên ngày mùng 2. Đó, và đối với chỉ số VN30 ở đây thì các anh chị nhìn thấy là trong cái phiên mà kết thúc phiên giao dịch ngày 30 và bắt đầu sang phiên giao dịch uh, của ngày mùng 1 thì cái mẫu chốt vấn đề là chúng ta nằm ở vùng 1030 đến gì ạ? vùng 1010. Đấy là cái mẫu chốt uh, thứ hai và cái mẫu chốt thứ ba nó là phiên ngày thứ năm thì thị trường của chúng ta đã bị bán rất là mạnh và chính vì vậy nên là ông lê đã có một cái phân tích cho cái phiên ngày thứ sáu đó cho cái phiên ngày thứ sáu đây các anh chị đó phiên ngày thứ sáu thì ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta có những cái điểm mẫu chốt nào đáng lưu tâm thì thứ nhất là đối với chỉ số vn 30 là nó sẽ kiểm tra lại vùng một sau đó là biên 1015 đến 1020 và giữ được trên 1015 là tốt. À, đối với chỉ số index cũng hoàn toàn tương tự như vậy Mốc 1030 sẽ là một cái thành trì đầu tiên Và sau đó là biên 1015 đến 1020 Trong trường hợp nếu như mà thị trường giữ được ở trên cái vùng này như vậy Là thị trường sẽ đi theo thiên hướng tích cực Còn trong trường hợp nếu như mà thị trường mà để mất cái vùng Ở đây vùng 1010 đối với chỉ số VN30 và chỉ số index Như vậy là thị trường sẽ bước sang một cái giai đoạn chỉnh cung Đó và như vậy thì chúng ta sau cái phiên mà chốt mạnh ngày hôm qua thì chúng ta sẽ cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật. Đây không ạ, có đánh giá đấy. Và với cái tín hiệu kỹ thuật kết phiên, kết tuần như thế này thì thị trường của chúng ta đã chuyển sang một cái thiên hướng kỹ thuật đó là thiên hướng tích cực các anh chị. Và các anh chị nhìn thấy đây, ví dụ ngày phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN30 chỉ test lại về quanh vùng ở các anh chị, đó, chỉ số đó, chỉ số chỉ test lại quanh vùng 1040 và sau đó nó bật long. À, chỉ số index đây của chúng ta đấy các anh chị cái điểm sâu nhất đó nó chỉ về đến suýt soát suýt soát một ba thôi một không ba hai đó một không ba hai à một không ba một ba anh chị một ba đấy suýt soát về đến đây và sau đó nó bật long thì cái mẫu chốt vấn đề là gì à index của chúng ta ngày hôm nay giữ được vùng 1030. Như vậy trong tuần thì nó có một cái điểm, ba cái điểm ngẽn kỹ thuật như vậy. Ở trong những cái phiên giao dịch khác nhau thì nó đã giữ lại được những cái điểm mẫu chốt như vậy và để giúp cho thị trường có một cái lực lo tốt hơn. Và với một cái xu hướng hiện tại thì chúng ta thấy rằng là thị trường rất đang rất là hứng phấn. Ờ rồi, với cái sự hứng phấn như thế này có thể tuần tới ủng thái dự báo sơ bộ về mặt kỹ thuật như sau, chỉ số VN30 khả năng sẽ kéo lên ở quanh vùng 1010. À, sau đó nó sẽ có những cái điểm test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 1070 hoặc 1060, đấy là cái vùng dự kiến chỉnh cung của chỉ số VN30. Và vùng kháng cự mạnh à, của tuần tới tiếp theo, VN30 sẽ có những cái vùng 1030, 1035 và 1040, đấy là vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số VN30. À, đối với chỉ số phái sinh <laughs> tuần tới, khả năng phái sinh sẽ có một cái nhịp trả cung đầu tiên ở khoảng quanh vùng 1070 1070, 1060 và sâu sâu hơn thì ở 1010 nhưng mà vùng 1040 này thì chúng ta chưa tính toán đến và trước mắt thì sẽ là những cái vùng chỉnh cung ở cao hơn à, Vùng kháng cự kỹ thuật tuần của phái sinh thì nó cũng sẽ nằm ở vùng 1020 đến vùng 1040 Đấy là vùng kháng cự kỹ thuật tuần tiếp theo của chỉ số phái sinh à, Đối với chỉ số VN Index lực kéo tương đối là mạnh Tuy nhiên ở đây là chúng ta thấy rằng là vùng 1080 đã là cái vùng kháng cự tương đối mạnh của thị trường Ờ, như vậy khả năng tuần tới thì với cái đà hứng phấn thì nó có thể kéo lên vùng 1090 hoặc là vùng 10 1010 ở đây ờ, nó sẽ kéo hưng phấn lên và sau đó này tiếp tục lấp lại một phần theo quan điểm của như vậy nó lấp lại tốt thì ở 1060 hoặc không sẽ ở khoảng vùng 1050 mươi ờ, điểm sâu hơn ở 1030 nhưng mà điểm 1030 này thì chúng ta sẽ tính toán thêm trong trường hợp nếu như nó thủng cái vùng ở đây nó khi mà nó quay về nó lấp ấy mà thủng ở vùng 1050 thì lúc đó 1050 thì lúc đó thì mới tính toán thêm ở điểm 1030. Và nhìn ở trên cái thiên hướng kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng nhóm trụ hiện tại cũng đang rất là tốt, nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản, nhóm thép, gần như à và nhóm P nữa. À, gần như những cái nhóm trụ lục của thị trường thì vẫn đang nằm ở trong một cái đà tăng khá là tốt. Vì vậy nên là với à, những cái vị thế mà các anh chị đang cầm cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Và với những cái vị thế mà các anh chị đang có tiền mặt thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp nhúng của thị trường và chúng ta sẽ cân những cái mã cổ phiếu chúng ta đang cầm ở trong tuần vừa qua thì chiến lược chủ đạo của ông lê đã hướng đến các anh chị em trong nhà đầu tư đó là gì chỉnh đỏ thì chúng ta sẽ canh mua những cái mã cổ phiếu chúng ta đang 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 có và khi mà thị trường hồi lên t 1 t 2 mà đạt được cái hy vọng thì chúng ta lại bán đi thì chúng ta thu tiền về và sau đó nó có những cái nhịp chỉnh thì chúng ta lại cân tiếp và chúng ta đánh như vậy thì vô hình dung là cái tài khoản của chúng ta là một cái kho t không đó chúng ta có sẵn một lượng hàng ở trong cổ trong trong tài khoản chúng ta rồi chúng ta rất là chủ động đó trường hợp chúng ta mua đúng chúng ta tiếp tục nắm cái điểm mua đó để chúng ta chốt ở vị thế cao hơn trường hợp chúng ta mua sai ok tôi có sẵn hàng ở trong 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 tài khoản rồi tôi cắt cái lượng mà tôi mua ví dụ như là chúng ta mua một nghìn cổ phiếu a bị sai thì chúng ta sẽ lấy luôn một nghìn cổ phiếu a chúng ta bán luôn đó còn nếu trong trường hợp chúng ta mua đúng thì chúng ta cứ nắm giữ lại để chúng ta xem à T1 mày tăng được bao nhiêu T2 mày tăng được bao nhiêu và trong trường hợp nếu cổ phiếu nó vẫn cứ tăng thì ra vẫn cứ giữ nhưng trong trường hợp nhìn thấy à cổ phiếu nó bắt đầu có dấu hiệu bị chốt bán ra đó đơn giản như vậy thôi và tuần tới thì khả năng chúng ta vẫn phải tiếp tục áp dụng cái chiến thuật đó với một số các mã chúng ta đánh lướt. còn những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang gom có những cái điểm gom đẹp ví dụ như là TP Bank chẳng hạn thì làm gì đã phải đến cái mức như vậy hoặc là ví dụ như cổ phiếu VIB chẳng hạn thì làm gì chưa chưa đến mức mà chúng ta phải lướt lát như vậy ok các anh chị nó vẫn đang là những cái giai đoạn tích lũy còn trừ khi là bắt đầu nó vươn lên những cái vùng kháng cự rồi thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu à, tiến hành cái phương án lướt lát thế không T1 rồi ok các anh chị bản tin tuần này thì chúng xin phép được tạm dừng tại đây Ờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Uh, trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo